Siêu trộm đánh cắp 10 xe SH. Hai mẹ con tử vong bên giếng nước. Cặp vợ chồng bị cướp 200 triệu đồng ở. Lời khai của tú bà môi giới cho U40 mây mưa cùng hai phi công trẻ ở Nghệ An. Clip lao thẳng vào gầm xe tải, hai thanh niên có màn thoát chết khó tin. Nghi phạm sát hại nữ chủ quán ở Tây Ninh xả lưới. Bão Chơ Quang giật cấp 10 đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 năm 2021. Viện cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, container lạng lách đến dọc quốc lộ 5. Hai học sinh chết đuối khi cùng nhóm bạn tắm sông. Hai thiếu niên Mỹ dùng AK-47 đấu súng với cảnh sát. Hai thanh niên bỏ chạy khi qua chốt kiểm dịch. Siêu trộm đánh cắp 10 xe SH, hậu khai có thể lấy trộm một chiếc SH trong khoảng 7 đến 10 giây. Sau khi gây án, anh ta đấu dây điện để nổ máy mà không cần chìa khóa. Ngày 3 tháng 6, Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Đình Hậu, 31 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. Cảnh sát đang truy bắt Nguyễn Công Cường ở cùng huyện Sóc Sơn do tình nghi người này liên quan vụ án trên. Đầu tháng 5, cơ quan chức năng huy động hàng chục cảnh sát lập kế hoạch phá án sau khi nhiều người dân trình báo bị kẻ gian đánh cắp xe máy SH. Tối 8 tháng 5, ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Đình Hậu dùng vam bẻ khóa chiếc xe SH trước một siêu thị trên đường Trần Quốc Hoàng, quận Cầu Giấy. Lúc đó, Cường là người lái xe máy chở Hậu đi gây án, đã tẩu thoát. Hơn nửa tháng điều tra, cảnh sát làm rõ nhóm của Hậu đánh cắp 10 xe SH và cất giấu phương tiện tại nhiều địa điểm ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn. Đây là tang vật trong nhiều vụ trộm xảy ra ở các quận Hoàng Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì. Làm việc với điều tra viên, Hậu thừa nhận là người trực tiếp trộm xe. Với mỗi chiếc SH, anh ta có thể phá khóa trong vài giây. Sau khi gây án, Hậu đưa xe đến nơi vắng vẻ và đấu dây điện để nổ máy. Bị can khai thường giao cho Cường làm nhiệm vụ cảnh giới, ngồi trên xe đã nổ máy sẵn để tẩu thoát khi bị phát hiện. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên để xe trong nhà lúc có người trông coi hoặc gửi vào bãi giữ xe công cộng. Chủ phương tiện hạn chế để xe ngoài đường, ở nơi có đông người qua lại. Ngoài ra, việc lắp nhiều loại khóa chống trộm cũng làm giảm các vụ trộm xe. Tại cửa hàng kinh doanh nên có người trông xe hoặc hướng dẫn khách gửi xe ở bãi công cộng. Hai mẹ con tử vong bên giếng nước. Hai mẹ con ở Hà Tĩnh được phát hiện nằm bất động bên giếng nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là điện giật. Sự việc xảy ra vào sáng 3 tháng 6 tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Theo lãnh đạo địa phương, anh T, VH trên đường đi làm, ghé về nhà mẹ ở thôn Thanh Trung, xã Thanh Bình Thịnh thì phát hiện mẹ NTB, 87 tuổi cùng anh trai TVT, 60 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh nằm bất động cạnh giếng nước phía sau nhà. Trên tay một nạn nhân có cầm đèn pin, người dân sơ cứu cho hai nạn nhân xong cả hai không qua khỏi. Người thân cho biết bà B sống một mình. Ít hôm trước, ông T về nhà cùng mẹ cúng dỗ cho người bố và phụ giúp mẹ làm mùa màng. Công an đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân hai nạn nhân tử vong ban đầu nghi vấn do điện giật, lãnh đạo địa phương thông tin. Cặp vợ chồng bị cướp 200 triệu đồng ở Sài Gòn. Cặp vợ chồng trình báo đang di chuyển trên đường thì bị kẻ cướp giật túi xách chứa 200 triệu đồng. Công an huyện Bình Chánh đang xác minh nội dung trình báo của vợ chồng anh Trần Đức T, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bình Dương về việc bị cướp 200 triệu đồng trên địa bàn. Theo trình báo, 15 giờ 30 phút chiều ngày 28 tháng 5, anh T điều khiển xe gắn máy chở vợ lưu thông trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Bất ngờ có hai thanh niên đi xe gắn máy chạy từ phía sau lên áp sát, giật túi xách chứa tài sản mà người vợ đeo bên người. Bị cướp giật, vợ chồng anh T truy hô, riêng anh T truy đuổi theo sau nhưng bị kẻ cướp xịt hơi cay. Hai kẻ cướp phóng xe tẩu thoát về hướng huyện Hóc Môn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra. Vợ chồng anh T khai, trong túi xách bị cướp có tài sản trị giá 200 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh ở xung quanh hiện trường và đang truy xét hai kẻ cướp giật táo tợn. Lời khai của tú bà môi giới cho U40 mây mưa cùng hai phi công trẻ ở Nghệ An. Các đối tượng thỏa thuận thực hiện hành vi mua bán dâm mỗi lần với giá là 200.000 đồng. Liên quan đến vụ hai thanh niên vào nhà nghỉ mây mưa với người phụ nữ U40, công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1991, trú tại xóm 2, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ hành vi môi giới và chứa mại dâm. Trước đó, thông qua trao đổi,
thỏa thuận và cho phép của Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên lễ tân nhà nghỉ ít năm. Các đối tượng trên thỏa thuận thực hiện hành vi mua bán dâm mỗi lần với giá là 200.000 đồng. Từ lời khai các đối tượng, ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1991, trú tại xóm 2, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành về hành vi chứa mại dâm. Qua đấu tranh, Nguyễn Thị Ngọc hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận, trưa ngày 28 tháng 5, một thanh niên tên Quy gọi điện nhờ tìm hai cái bán dâm để cùng bạn mình là Hát vui vẻ. Tuy nhiên, Ngọc chỉ tìm được người là N, báo lại với Quy và Hát thì hai người này đồng ý sẽ cùng quan hệ với N. Sau khi thỏa thuận, khi N đến nhà nghỉ ít năm được Ngọc đưa cho một chìa khóa và một chiếc bao cao su và nói N lên phòng 304. Sau đó Ngọc gọi điện thông báo cho Hát và Quy đến phòng 304, nhà nghỉ ít năm để vui vẻ với N. Hát và Quy lần lượt thực hiện hành vi quan hệ tình dục với N. Khi Hát và N quan hệ xong thì Hát ra ngoài đợi. Quy tiếp tục vào phòng nghỉ 304 quan hệ tình dục với N thì bị tổ công tác công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt quả tang. Clip lao thẳng vào gầm xe tải, hai thanh niên có màn thoát chết khó tin, do không làm chủ được tốc độ, hai thanh niên bất ngờ trượt ngã rồi lao thẳng vào gầm xe tải khiến người xem thót tim. Sự việc xảy ra vào 15 giờ 55 phút ngày 30 tháng 5 tại Tây Ban Giờ, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại được cho thấy có hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao đang lưu thông trên đường. Khi đi đến ngã tư thì bất ngờ gặp một chiếc xe tải chạy tới. Do đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe máy bất ngờ trượt trên đường rồi chui thẳng vào gầm xe tải. Ngay khi phát hiện ra sự việc, tài xế đã lập tức dừng xe lại. Lúc này, nhiều người dân cũng chạy ra hiện trường để xem xét tình hình và giúp hai thanh niên thoát khỏi gầm xe. May mắn là cả hai đã thoát chết và chỉ bị thương nhẹ. Nghi phạm sát hại nữ chủ quán ở Tây Ninh xả lưới, mâu thuẫn chuyện tiền bạc sau khi massage, tá cầm gậy sắt đánh và dùng kéo đâm chủ quán nước tử vong rồi bỏ trốn. Ngày 2 tháng 6, công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Lê Minh Tá, 28 tuổi, để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là bà Trần Thị Thanh Thúy, 40 tuổi, quê Sóc Trăng, chủ quán nước tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Tại cơ quan điều tra, Tá thừa nhận sát hại nạn nhân. Anh ta khai sau khi được nữ chủ quán nước massage thì xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Anh ta bực tức cầm ống sắt đánh nữ chủ quán. Nạn nhân la hét thì nghi phạm dùng kéo đâm bà Thúy tử vong rồi bỏ trốn. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 5, người dân phát hiện bà Thúy, 40 tuổi, nằm chết trong tư thế không mặc quần áo, người nhiều thương tích trong căn nhà tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Công an thị xã Trảng Bàng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu được một đôi găng tay, cây kéo và một ống sắt nghi là hung khí gây án. Bão Chơ Quang giật cấp 10 đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 năm 2021. Sáng mùng 3 tháng 6, bão Chơ Quang giật cấp 10 vừa qua đảo Luzon, Philippines và đi vào Đông Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 1 trên Biển Đông trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày mùng 3 tháng 6, vị trí tâm bão Chơ Quang cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày mùng 4 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Luzon, Philippines 330 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, bão số 1 có xu hướng di chuyển lên phía Bắc sau đó đổi hướng Đông Bắc đi ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ngày và đêm nay, mùng 3 tháng 6, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông vùng biển giới hạn từ vị tuyến 14 đến 21 độ vĩ Bắc, kinh tuyến từ 117 đến 120 độ kinh Đông có mưa, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cấp 3. Viện cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, container lạng lách đánh dọc quốc lộ 5. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, lái xe container không chấp hành hiệu lệnh mà còn lạng lách đánh dọc trên quốc lộ 5 cả đoạn đường dài nhằm trốn chạy. Trưa ngày 3 tháng 6, trao đổi với phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Ba Hàng, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hai lỗi đối với lái xe Vũ Văn Đền, sinh năm 1969, trú tại 13D 278 đường Đà Nẵng, phường Giang Mỹ, quận
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, người điều khiển xe container có biển kiểm soát R16R2147 liên tục đánh võng trên đường khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe xảy ra. Sáng mùng 2 tháng 6, hai lỗi vi phạm của lái xe chủ chân đền là lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát. Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút đến 8 giờ sáng mùng 2 tháng 6, trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Ba Hàng khi làm nhiệm vụ phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe container biển kiểm soát 16R2147. Tuy nhiên, lái xe chủ chân đền không chấp hành mà trồ ga định bỏ chạy. Tổ công tác đã dùng xe cảnh sát vượt lên đầu xe container yêu cầu tài xế hợp tác. Thế vậy, tài xế đền liên tục đảo tay lái, xe đầu kéo lượn ngang lượn dọc trên quốc lộ 5 như múa giỏ để tìm khe hở vượt lên thoát thân. Lái xe đã đánh võng cả một đoạn dài trên quốc lộ 5 gây nguy hiểm cho các xe đi phía sau. Hành vi này chỉ được chấm dứt khi tổ công tác kiên quyết áp sát yêu cầu tài xế chấp hành. Hai học sinh chết đuối khi cùng nhóm bạn tắm sông. Khu vực sông nơi hai em học sinh thiệt mạng thường xảy ra các vụ đuối nước tương tự do dòng chảy khó lường. Sáng mùng 3 tháng 6, đại diện Ủy ban Nhân dân thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh thiệt mạng. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày mùng 2 tháng 6, một nhóm 4 học sinh rủ nhau đi tắm tại khu vực sông Đá Hàng thuộc khu phố 1, thị trấn Liên Hương. Lúc này, hai em trong nhóm là NTB, 12 tuổi, học lớp 4 trường tiểu học Liên Hương 4 và em NVQ, 13 tuổi, học lớp 7 trường trung học cơ sở Lê Văn 8, không may bị đuối nước, mất tích. Sau đó, hai em học sinh còn lại trong nhóm hô hoán để mọi người đến cứu. Đến 16 giờ cùng ngày, thi thể của em B và em Quy được người dân tìm thấy, bàn giao cho gia đình. Theo người dân địa phương, khúc sông xảy ra vụ đuối nước nói trên thường xuyên xảy ra các tai nạn tương tự. Đáy sông nơi đây thường diễn ra hoạt động khai thác cát nên có độ sâu lớn và dòng nước chảy khó lường. Hai thiếu niên Mỹ dùng AK-47 đấu súng với cảnh sát. Hai thiếu niên Mỹ dùng súng ngắn và AK-47 ná đạn về phía lực lượng chức năng ở Florida, Mỹ sau khi bỏ trốn khỏi một trại trẻ. Vụ việc xảy ra tối mùng 2 tháng 6 tại thị trấn Enterprise, hạt Geology. Hai thiếu niên trốn khỏi trại trẻ Methodist Florida United vào khoảng 17 giờ. Vài giờ sau, chúng đột nhập vào một căn nhà và phát hiện một khẩu súng ngắn AK-47 tại đây. Người đi đường sau khi nghe thấy các tiếng động là đã báo cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó chạy ráp hiện trường. Bất chấp lời khuyên của cảnh sát, hai thiếu niên vẫn cố thủ bên trong. Trong vòng 35 phút, chúng đã súng nhiều lần về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắn trả. Bé gái, 14 tuổi trúng hai phát đạn nhưng được phẫu thuật và sức khỏe đang trong tình trạng ổn định. Trong khi đó, cậu bé 12 tuổi mang theo khẩu AK-47 đã bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Thiếu niên này may mắn không bị thương. Không có sĩ quan nào bị thương sau vụ việc. Cảnh sát trưởng Mike Kirkwood của hạt Georgia cho biết bé gái từng bị bắt năm ngoái vì tội phóng hỏa nhiều căn nhà trống. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra cáo buộc với hai thiếu niên trong vụ việc mới đây. Hai thanh niên bỏ chạy khi qua chốt kiểm dịch. Cảnh sát Bình Phước phát hiện ma túy và dao trong cốp xe của hai thanh niên bỏ chạy khỏi chốt kiểm dịch. Nam thanh niên khai số ma túy đã mua ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng mùng 3 tháng 6, Công an huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Đặng Quang Dũng, 23 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An và một thanh niên, chưa rõ danh tính, để điều tra hành vi trốn khai báo y tế và tàng trữ chất ma túy. Khuya 2/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chốt kiểm soát giao thông và phòng chống dịch COVID-19 số 3 thuộc địa bàn xã Thành Tâm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Chân Thành phát hiện hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao. Cảnh sát ra tín hiệu dừng xe thì hai người này tăng ga bỏ chạy nhưng không thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức thu giữ trên người Dũng một gói bột màu trắng và một con dao trong cốp xe. Làm việc với công an, Dũng khai gói bột màu trắng là ma túy đá, được anh ta mua ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng đã thực hiện điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đồng thời đưa hai người này về trụ sở tiếp tục điều tra.